từ trừ xuống và đạo ấy phát xuất từ một nước được định nghĩa là Thiên Chúa là tình yêu. Và tình yêu ấy được diễn tả qua việc biết xót thương con người. Và khi ta cảm nhận được rằng mình tội lỗi, mình yếu đuối, mình lầm lỡ, mình sa ngã, mà Chúa vẫn cứ yêu thương mình, Chúa vẫn cứ tha thứ cho mình, lúc đó ta mới có khả năng yêu người khác bằng chính tình yêu mà Chúa yêu thương mình. Tha thứ cho người khác thì mình nhận thấy rằng mình được Chúa tha thứ nhiều quá đi. Biết bao nhiêu lần tôi đổ lỗi, biết bao nhiêu lần tôi yếu đuối, biết bao nhiêu lần tôi sa ngã, biết bao nhiêu lần tôi phản bội Chúa, mà Chúa không có bỏ tôi đâu. Chúa vẫn cứ trao ban cho tôi tình yêu vô lượng của Chúa. Mà Đức Giêsu đã được chiều lòng cứu sống mở toan trái tim này ra, đổ hết giọt máu và nước cuối cùng vì con người của tôi, người tốt lắm của tôi. Chỉ khi cảm nhận được điều ấy, lúc đó ta sẽ không phản xạ theo tự nhiên của con cái và người, mà ta sẽ phản xạ theo tự nhiên của ơn Thánh Chúa trong ta. Phản xạ cách tự nhiên thì ta được tập tành nhiều rồi, phản xạ tự nhiên thì ta đã cảm nhận được Chúa thương xót ta rồi. Cho nên mở ra là xót thương, mở ra là yêu thương, mở ra là tha thứ. Lúc đó ta được nên như con của Cha trên trời, đứng mưa xuống trên người ngay cũng như kẻ nặng, đứng cho nắng xuống trên người nặng cũng như kẻ dính, đâu có phân biệt đâu. Tại sao ta nhận mình là con Chúa, ta vẫn làm như thánh giá, mà ta không xử sự với nhau như là người con của Chúa? Đây này, anh chị em tập ngay tại nhà thờ này thôi. Nếu chỉ chào hỏi những người thân quen của anh chị em thì có hơi gì những người khác, làm hãy chào hỏi những người bên cạnh mình nhiều hơn với những đầu bắt chân bắt tay của họ được không? Làm thử nhé, chạy vào thời gian chúng tôi chưa bắt tay của mình bên cạnh thì tôi có khỏe không? Thử cái bên đây đi, cứ bắt tay làm gì? Chứ bảo mày cho bắt tay là bó tay, mở tay ra và người bên cạnh của mình đi đấy, chào hỏi bên cạnh mình đấy trong nhà thờ này nè, chứ làm thì có bao giờ mới làm? Có thấy không ạ? Mày nhìn mai làm không? Thế như ông nhìn mai làm không? Chắc chúng ta không đặt ngay ở trong nhà thờ này. Khi con Chúa đến quy tụ chúng ta lại bên nhau thì mình phải nhận ra mình đi theo đường lối vui quá, vì tôi không còn là xa lạ với người nào nữa. Ai cũng thấy rằng mình là con cha trên trời này, chị em với nhau gặp nhau tay thân làm mừng, và mình có mình nên mở rộng tấm lòng ra, nghĩ đến những người đau khổ, những người bị sống của xa, những người đang khao khát được tiếp đến lòng cuộc sống Chúa. Ta khao khát được có ngôi nhà thờ như ta khao khát được có phương tiện sinh sống như ta còn chưa được. Anh chị em thấy ngày hôm nay ở vùng thành phố mình còn thấy nhà cao cửa rộng, còn thấy những phương tiện, nhưng mà đi vào những vùng sâu vùng xa thấy nó còn lạc hậu lắm, thấy nó còn nghèo lắm, thấy nó còn khổ lắm. Mà chúng mình hãy bảo chúng ta hãy mở rộng tấm lòng ra, yêu thương không chỉ là những người hàng xóm láng giềng của mình, mà còn cả những người xa lạ với mình, bằng cầu nguyện, bằng chia sẻ, bằng bàn tay hy sinh. Và ta nghĩ rằng sức mình không làm được, nhưng người anh chị em có ơn của Chúa, ta sẽ làm được chỗ đấy. Mời chị em nghe những lá thư nhờ ngày đến với Chúa, những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, họ nhận được ơn hoàn cảnh, ơn hoàn cảnh tưởng chừng như là không thể được. Nếu như ta nghe Chúa nhận tha thứ những điều là không thể được, là cầu nguyện cho người làm của mình là không thể được, sức họ không làm được, nhưng mà điều đó đã xảy ra. Người ta đã làm hòa được với nhau, người ta đã giao hòa được với kẻ thù của mình, người ta đã được ơn của Chúa để làm chuyện đó. Ta hãy mở lòng ra để ơn của Chúa đến chúng ta, và ta cũng sẽ làm chuyện đó. Mời chị em nghe, con là Phaolô Đoàn Tiêu Trung, 61 tuổi, của giáo sĩ Nhân Hòa, Đồng Tân Phú. Con xin cha và đồng đoàn được làm chứng vì những hồng ấn mà Chúa ban xuống cho con. Năm 2009, con trai của con bị ma quỷ cám dỗ, ruồng bỏ vợ con và đã đệ đơn xin ly dị, bất chấp những lời khuyên của gia đình và người thân. Còn con bị bệnh viêm gan siêu vi C mười mấy năm nay, không có tiền chữa trị. Tháng 7 năm 2009,
Có một gia đình công giáo ở cùng xóm nói con đi đến nhà thờ Chí Hoàng ngày thứ năm để cầu nguyện lòng vui xóm chú. Và từ tháng 7 năm 2009, gia đình con cũng đến với cha và cộng đoàn lòng vui xóm chú cầu nguyện và được những phẩm thân như sau. Con trai của con đã rút đơn ly dị và quay về sống sum họp với vợ con. Ngày 13 tháng 2 năm 2011, con đi xét nghiệm bệnh gan của con. Thật bất ngờ và kỳ diệu khi bác sĩ cho biết kết quả là bệnh viêm gan của con đã âm tính, không còn bệnh nữa. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Con follow đoàn tin chung. Hallelujah! Chồng con và An Tôn Lê Trung Phú đã mấy hôm nay chẳng lễ lại gì cả. Và trước đây 2 tiếng đồng hồ con đủ đi lễ cho ông, anh còn từ chối. Con thầm thì gọi, Chúa ơi, giúp con. Vậy mà bây giờ anh đã đi lễ và đặc biệt là đã được cha làm các hòa nhạc. Vì đã mấy năm rồi anh chẳng đi xin tội. Rồi thì mấy ngày trước Tết anh ấy đi nhậu suốt. Năm nay nhờ lòng thương xót chú anh đã bớt nhậu mà chỉ vui vẻ ở nhà với gia đình. Con vô cùng cảm tạ lòng thương xót của chú. Hallelujah. Chúa. Anh chẳng thấy ai là chuyện đó. Ai mà cũng đẹp trong đi lễ. Ai mà giữ chân ông chồng mà cứ ngày Tết. Bao nhiêu năm rồi chỉ đi nhậu nhà không hề nghĩ đến vợ con. Vậy mà năm nay khi đứng chạm đến chú, khi được chú đốc chạm đến thì một tuần, anh ta đã quay trở về đi xin tội, đi tham dự thánh lễ và không còn nhậu nhẹt, la cả với bạn bè, bỏ gia đình đi trong những ngày Tết nữa, mà đã quay về sum họp với gia đình trong những ngày Tết. Tuần khác, nhờ lời bầu cử của mẹ, gia đình con đã được bình an, vợ chồng con đã vui vẻ với nhau và chồng con không đòi đi gì con nữa. Con xin cảm tạ Chúa và mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con tạ ơn Chúa đã ban cho con được ơn trở lại sau 27 năm mà con là gia đình với người khác tạo. Bây giờ con đã được đi xin tổ sức lễ. Con rất là hạnh phúc và sung sướng trong lòng. Con không biết được lời lẽ gì mà cảm tạ Chúa. Con xin Chúa ban cho con sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, cho con được giữ lòng thanh tịnh, hy sinh, chịu đựng cho mọi sự, nhất là khi bị người ta chửi bới mình. Cho con có sự nhẫn nhục chịu đựng để trong gia đình luôn được êm ấm. Xin Chúa và mẹ ban ơn cho con Maria Minh Trang. Hallelujah. Làm sao mình có thể tha thứ cho người sử dụng mình được? Làm sao mình có thể chấp nhận là nhìn người ta khi người ta cũng không mình được, khi người ta hại mình được? Chỉ có ơn của Chúa. Cho nên thưa chị em, một khi mà chịu tế với lòng thương xót của Chúa, anh chị em nghiệm ra được lòng Chúa xót thương mình, lúc đó lòng của ta thánh kinh nói là xin thay trái tim trai tư của con bằng trái tim thịt mềm biết điều thương. Chỉ có Chúa thấy cái trái tim chay của ta chỉ biết hận thù, chỉ biết ghen ghét, chỉ biết mắt để mắt, răng để răng, một để một, mà thậm chí là người ta lấy mình một mà mình đòi lại người đó. Người ta chỉ mình một câu, mình chỉ lại mấy câu, mấy câu, mười câu, rõ ràng. Và nếu người ta chỉ mình mười câu, mình chỉ lại mấy câu, 100 câu, chưa được mặt cái bước là mắt đến mặt như thế này. Người ta chỉ mình một câu, mình chỉ lại một câu. Người ta chỉ bố mình chỉ tin xin bố mày. Nó mới chỉ có bố mình chỉ tin xin bố của nó. Thì nó đang là tạm nhạc quả. Nó đang là tất lòng của ta chưa có Chúa. Mà nếu chưa có Chúa thì khó mà nhạc với nhau được. Khó mà tạm nhạc với nhau được. Ngay chính trong gia đình. Đừng nói là kẻ thù xa. Kẻ thù nó nằm ngay trong lòng ta. Khi lòng ta để cho quen biết là thù thì cái đền thờ đó bị phá hủy rồi. Điều mà thầy Phaolô nói là anh em không biết là thân xác anh em là đền thờ sao, và anh em phá hủy đền thờ thì là anh em phá hủy Thiên Chúa ở trong anh em. Đền thờ đó là đền thờ thánh, thì đừng để cho những ý động hại cùng hành ghen ghét sân si với chị em. Rồi mở lòng ra thấy là người khác có lỗi,
mà chính mình không có lỗi. Nếu mà ai nhắn, tôi hỏi đầu tiên là ai thấy mình không có lỗi như anh, không ai như anh, thế thì tại sao ta lại bắt lỗi người khác? Đúng không ạ? Đúng. Vì ta không có lỗi là tại sao người có lỗi ta không tha cho họ, mà ta lại bắt người khác với bản thân của mình? Thế thì bước trước thì người trẻ và làm như thế, nhẹ nhàng tâm hồn, anh chị em phải chiến thắng chính bản thân mình. Và mỗi ngày làm như vậy, anh chị em càng ngày càng sáng. Cái sự thanh thiện trong chị em sáng và chị em càng ngày càng trở nên con của Cha trên trời, đứng hoàn thiện với tâm tình anh của anh chị em. Đứng lên chúng ta tuyên xưng đức tin.